trong chuyến thăm tổ hợp sản xuất ô tô VinFast của Vingroup tại huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng vào đầu năm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu một nghịch lý. Hiện giá mỗi chiếc ô tô tương đương hoặc thấp hơn giá một căn nhà. Tuy nhiên, nhà của người Việt Nam tỷ lệ nội địa hóa là 100%, trong khi ô tô nhập khẩu nhiều, tỷ lệ nội địa hóa của ô tô lại thấp đến như vậy. Xe dưới 9 chỗ chỉ đạt chưa tới 10% tỷ lệ nội địa hóa. Vì vậy, khi chính phủ đặt quyết tâm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu ô tô Việt, có nghĩa là Việt Nam cũng phải phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để tăng tỷ lệ nội địa hóa cho ô tô. Các bộ ngành tập trung là không chỉ riêng cho ô tô VinFast đâu, mà cho công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển, công nghiệp hỗ trợ phát triển. Chúng ta có những cái chính sách hợp lý để chúng ta phát triển ô tô trong nước, hạn chế cái nhập khẩu để chúng ta phát triển đất nước chúng ta một cách bền vững, để tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Công Thương tại hội thảo đánh giá chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM công bố vào sáng nay lại cho thấy, hiện cả nước có 358 doanh nghiệp sản xuất liên quan đến ô tô, trong đó có 50 doanh nghiệp ô tô lắp ráp, 45 doanh nghiệp sản xuất khung gầm thân xe và 214 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng. Con số 214 này hiện còn quá khiêm tốn nếu so với 385 doanh nghiệp ở Malaysia và 2.500 doanh nghiệp ở Thái Lan chuyên sản xuất linh kiện phụ tùng. Thực trạng của ngành công nghiệp hỗ trợ hiện nay thì có thể nói rằng là thực sự là vẫn đang còn ở cái mức khá là khiêm tốn, nếu mà không nói là còn yếu kém. Thực ra là chúng ta đang ở mức khá là thấp nếu như chúng ta có thể so sánh với các nước trong khu vực. Do sản lượng thấp thì nếu chúng ta nội địa hóa các linh kiện thì giá thành cũng không thể rẻ hơn so với linh kiện nhập khẩu. Sản xuất xe ở Việt Nam sẽ có chi phí cao hơn xe nhập khẩu từ 15 đến 30%. Và để tính chi phí vận chuyển cho giá xe nhập khẩu về Việt Nam thì chi phí sản xuất nội địa vẫn đắt hơn từ 10 đến 20%. Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nhiều trong số đó vẫn là trên giấy, chứ chưa thật sự phát huy tác dụng trên thực tế, chưa đến với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ nói chung và ô tô nói riêng. Cân đối chiến lược công nghiệp hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 có nghĩa là phải tính toán cả khâu thực thi, tránh để ngành công nghiệp hỗ trợ dậm chân tại chỗ như nhiều năm qua.